Rồi, hôm nay cô sẽ quay toàn bộ cái đăng nhập nhá. Thì đăng nhập các bạn, đầu tiên các bạn phải sửa cái database giúp cô hàng. Các bạn vào database, các bạn vào cái DB Helper. Các bạn thêm cho cùng cái bảng nữa là bảng admin ha. Admin này thì nó độc lập, thành ra tàu trước tàu sau không quan trọng. Thì các bạn copy cái này đi ha. Đây, cái này là bảng admin đúng không? À, các bạn tùy các bạn muốn đặt tên là cái gì cũng được ha. Admin cũng được hay là quản trị cũng được, hay là gì tùy các bạn. À, đây cái này là các bạn để cái username. Đúng không? Username. Để tag và các bạn để password. Để tag luôn. Ok. Đấy các bạn chỉ có hai giá trị này thôi. Sau đấy các bạn sẽ thêm dữ liệu. Thêm bao nhiêu là tùy các bạn ha. Đây. SQL gắn bằng câu lệnh insert into vào cái bảng admin value. Đấy, cái này là admin 123 chẳng hạn. Tùy các bạn ha. Đấy, ví dụ vậy. Mấy dòng tùy mình, tức là cái dữ liệu này cho sẵn. Cái này các bạn không có quản trị cho nên các bạn không làm chức năng quản trị. Vậy để cái database này được thực thi ha, được cái câu lệnh này được thực hiện nè. Thì các bạn phải cho nó chạy cái on upgrade. Tức là các bạn phải đổi cái version đó. Ví dụ cô đổi thành cái version là 2. Đó, để khi chạy là nó sẽ chạy lại cái hàm on upgrade. Và nó chạy luôn cái hàm này. À, nó chạy luôn cái câu lệnh. Tất cả câu lệnh ở trong on create. Ok chưa? Đấy, là bước thứ nhất là cô tạo database trước, tạo bảng trước ha. Rồi, bây giờ cô thêm một cái chức năng trong cái view. Cái view. À, hoặc là các bạn để cái trang này là trang login luôn nè, trang chính này login cũng được nè. Hoặc là các bạn tạo trang login ở trong này cũng được. Nếu các bạn coi đến trang login thì các bạn làm tạo trang này là login luôn. Cái model. Model thì các bạn tạo cho cô một cái model là user. Ok, một cái class là user. Thì cũng tương tự như các những cái anh khác thôi. Ở trong này các bạn có là string private á, có để private string username và private string password. Đó, các bạn cũng thêm cái generate cái constructor cho cô. Và cũng generate cái anh getter setter ha. Đấy. Ok chưa? Là xong. Đấy. Rồi cô đóng bớt lại đi ha. Rồi. À, rồi các bạn cũng tạo một cái DAO dành cho user ha. Đấy, một cái DAO dành cho user. Đó là user DAO. Ok. Ở đây các bạn viết tất cả những cái hàm liên quan đến user vào đây. Ví dụ như là public void. À, cái này các bạn để là check login à. Đó. Rồi, cái hàm gì nữa? Hàm change password nè. Đúng không? Change password nè. Rồi hàm gì nữa? Hàm đổi mật khẩu nè, hàm check login nè, hàm đổi mật khẩu nè. Hàm các bạn có thể kiếm cái hàm kiểm tra cái hàm xác nhận mật khẩu có tồn tại không. Rồi rồi, chờ cô xíu ha. À, cái rồi thì ở đây thì các bạn có là các bạn có thể làm các cái hàm khác ha. Ví dụ như hàm có nhiều hàm lắm. Hàm kiểm tra cái tồn tại, tức là check login có tồn tại không, check cái username á. Đấy. Đấy, có thể là check username, user access. Đó, có tồn tại không? Ví dụ thế. Đấy, tùy các bạn nhé. Các bạn muốn viết những cái gì đó, reset password, tất mọi thứ liên quan đến cái login thì các bạn viết vào đây. Thì trong cái phần của mình ấy, thì mình chỉ có check login thôi và change password thôi. Ha. Đấy, đấy mình kiểm tra mình xem login có tồn tại không. Với các bạn nếu mà muốn mà viết thêm một cái hàm là hàm
Vậy là làm gì nhỉ? Lưu mật khẩu thì mình viết đây cũng được, mà viết bên kia cũng được ha. Rồi, bây giờ cô sẽ check login trước nè. Thì các bạn là kiểm tra là đăng nhập. Được chưa ạ? Khi các bạn đăng nhập thì nó sẽ check xem là username có và password có hay không. Thì đối số truyền vào các bạn có thể truyền vào một cái user cũng được ha. Đấy, user. Ok chưa? Đấy. Thì cái này các bạn để là user đi ha. Ok. Đấy, user các bạn import nó vào ha. Đấy. Thì các bạn cũng kiểm tra trong database. Thì cũng tương tự như các cái hàm khác thôi. Các bạn cũng tạo một cái DB helper như thế này, có copy nhá. Đấy, cái này các bạn tạo cái constructor ha. Các bạn copy nó xuống. Đó, cũng đưa context vào. Ok chưa? Đấy, sau đấy thì các bạn cũng truy xuất vào database. À, các bạn sẽ có là SQL like database, DB sẽ gắn bằng helper chấm get read able database. Ok chưa? Xong các bạn sẽ kiểm tra. À, các bạn có thể dùng câu lệnh truy vấn, câu lệnh select ha. Đấy, string SQL sẽ gắn bằng select sao from, các bạn select sao from database là admin chẳng hạn. Đó, where với cái username bằng, các bạn có thể để chấm hỏi ở đây ha. Đấy, chấm hỏi and password, có nhiều cách để các bạn bắt lỗi ha. Một là các bạn check luôn cả username và password, hoặc các bạn check username trước sau đấy các bạn mới check password sau. Với tình huống, nghe nào, với tình huống mà password bị mã hóa, tức là các bạn lưu ý nhé, password có thể thường á, lập trình ứng dụng là password nó sẽ được mã hóa, mà nếu password mà mã hóa thì các bạn không thể nào mà các bạn truy vấn cả cái username và password được, mà các bạn phải truy vấn username trước. Nếu username có thì các bạn mới truy vấn lấy cái password ra mà các bạn so sánh. Còn ví dụ như mình ở đây không bị mã hóa thì các bạn có thể viết như thế này được. Bằng. Ví dụ như thế. Được không? Lưu ý nhá, nếu password mã hóa mà làm như thế này không có được đâu nhá, làm này là sai ạ. Đấy, với tình huống mà bị mã hóa các bạn phải viết kiểu khác. Ok, còn trường hợp này là không bị mã hóa cho nên cô viết như này luôn. Đấy. Và các bạn có DB cơ sở cũng tạo cái cơ sở ha. Set gắn bằng DB chấm raw query, các bạn đưa câu lệnh SQL vào và cái đối số của mình á sẽ là gì đấy ạ? New string. Đối số của mình nè, argument ha. Thì nó sẽ là cái gì ạ? Nó sẽ là cái user chấm get username và user chấm get password. Tức là mình truyền vào, tức là các bạn truyền vào một cái đối tượng là user để các bạn check. Thì trong đối tượng này có username và password, thì các bạn đưa username là nó làm đối số cho anh này, password nó làm đối số cho anh này, được không? Thì các bạn kiểm tra nếu cái cơ sở này mà chấm nó không có cái hàm á các bạn, nó có phải có cái hàm nó kiểm tra cái số phần tử. Đây, cái count, cái này là gì ạ? Get row đây, set cơ sở chấm get count nè, đếm nè, thấy chưa? Get count nè, cái này mà lớn hơn không, có nghĩa là có, nó trả về dữ liệu, có nghĩa là nó lớn không ha. Thì các bạn return true tức là có nghĩa là check thành công, còn ngược lại thì return return false. Và ở đây các bạn để cho cô là trả về cái boolean. Rồi cô giải thích lại cái hàm nhá. Con trỏ này nó đếm xem con trỏ này có bao nhiêu phần tử, nếu như nó lớn hơn một dòng thì có nghĩa là câu lệnh này nó trả về dữ liệu, có nghĩa là có username và có password thỏa mãn yêu cầu, có nghĩa là cái việc check này thành công, có nghĩa là có. Còn nếu như nó không trả về gì cả, tức là nó nhỏ hơn hoặc bằng không,
Nghĩa là dữ liệu không có, dữ liệu không có, đương nhiên trong database sẽ không có username và password đó. Thì tức là hoặc username sai hoặc password sai đúng không? Thì đương nhiên là nó sẽ trả về phone. Đúng ạ? Đấy. Hoặc các bạn có thể rút gọn lại là return, return biểu thức này luôn. Đúng không? Các bạn viết ba dòng này nè, các bạn tóm gọn lại là đây, ba dòng này thì tôi return cái này luôn. Đây, giống như return row lớn không đó các bạn. Đó. Đấy. Thì các bạn bỏ luôn ba dòng này. Ok chưa? Đấy. Các bạn thấy nó ngắn hơn không? Đấy, ok chưa? Vậy là mình đã viết xong cái hàm check login rất đơn giản nha các bạn. Rất đơn giản. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái hàm check login này như thế nào? À, mình quay qua hàm main. Cô coi hàm main này coi như là cái hàm login luôn ha. Cô cho cái này chạy về main đi ha. Đây, chạy về main ha. Ok. Rồi. À, ở đây cô sẽ tạo một trang đăng nhập đơn giản thôi. Nhé. À, dùng linear layout thôi. Là một trang đăng nhập rất đơn giản thôi. Linear layout. Orientation vertical. Đấy, cô sẽ để là xóa đóng cái này lại ha. Đây. Ê. Rồi. Ở đây các bạn để cho cô là layout gravity. Layout gravity. Để là center đi ha. Các bạn để cho cô là cái edit text đi ha. Edit text. Cái này là match parent, cái này drop content. Cái này là hint. Username. Cái này là để cái gravity chứ không phải layout gravity. Đấy, đẩy nó ra giữa, kệ nó nhé. Rồi. Rồi anh này các bạn đặt cho cô là ID là bằng edit text là username. Đúng không? Rồi anh này copy xuống. Rồi, anh này sẽ là password ha. Rồi, các bạn thêm cho một cái button. Cái này đổi là cái password ha. Đó, cái này các bạn để cho có một cái button. Đó, wrap content, tag, login. Ok chưa? Đấy. ID là personal login. Ok chưa? Rồi, cô làm đơn giản vậy thôi. À, cô thêm một cái checkbox ha. Cô thêm một checkbox vào đây. Checkbox. Ok chưa? À, cái này chiều ngang là để match parent. Chiều cái này là để wrap content. ID đây. ID là check remember ha. Đó. Còn cái này tag là tag remember remember user info. Đó, user info. Vậy đi ha. Ok. Rồi. Vậy thôi. Nhớ đặt ID xong. Rồi bên kia, cái trang chính thì cô sẽ cần dùng cả bốn đối tượng, các bạn cứ in cả bốn đối tượng luôn ha. Tham chiếu cả bốn đối tượng luôn. Cái đầu tiên là edit text ha. Đó, edit text username, edit text password, checkbox, checkbox, check
Remember mật khẩu ở button 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 login. Rồi cái này tham chiếu tới thôi, cái này thì các bạn học thuộc ha. Edit tag username sẽ gắn bằng file tr.id chấm edit tag username rồi copy thôi đúng không? Đấy, code này không nhanh thì lạ đúng không? Copy toàn copy paste không à? Đúng không? Check. Remember butter. Rồi cái này là password. Đấy, con anh này là check. Remember con button. Ok. Login. Rồi. Được chưa? Ok. Rồi. Vậy thì khi login mình sẽ có hai nhiệm vụ ha các bạn. Đây này các bạn. Khi các bạn login thì các bạn sẽ có hai nhiệm vụ khi bấm một cái login. Nhiệm vụ thứ nhất là khi bấm vào login, các bạn sẽ một là kiểm tra xem username này có tồn tại hay không. Nếu login thành công thì người ta làm thêm một cái nhiệm vụ nữa là nếu như có kiểm tra cái check, nếu có cái check này có đánh dấu thì các bạn sẽ làm thêm một công việc nữa là lưu mật khẩu đúng không? Lưu username và password đúng không? Lưu lại. Đúng không ạ? Đấy. Vậy là nó sẽ làm hai công việc nhá. Vì anh login này là anh sẽ làm hai công việc. Hai cái hàm. Một hàm là check login và một hàm nữa là để làm lưu mật khẩu đúng không? Lưu cái username và password. Đó. Vậy thì cô sẽ viết một cái hàm lưu mật khẩu riêng ra. Ok chưa? Vậy là viết ở đâu cũng được ha, viết ở ngoài này cũng được luôn. Được chưa? Đây. Private void remember re save đi ha, save info đi ha. Đó. Ok chưa? Save info. Thì cái hàm save info này thì các bạn save cái gì? Đấy các bạn check nào. Nếu anh này là true, anh này check là true thì nó mới save, không mà phone thì nó không có save. Đó, các bạn mà viết rồi á thì ở đây nó có nè. Thấy không? Ok chưa? Đấy, ở đây thì nó sẽ check nè, cái check này nè. Nếu là is checked nè thì nó mới save. Còn nếu không check thì nó sẽ xóa hết luôn, nó không có check nữa. Nó không có lưu nữa, nó xóa. Vậy đầu tiên thì các bạn phải khai báo là gì các bạn? Một cái share preference đúng không? Ok chưa? Rồi còn lưu vào đâu là tùy, nó không quan tâm đúng không? Đây. Các bạn có cái share preference. Đây. Share preference. Các bạn lấy là cái editor đúng không? Editor sẽ gắn bằng đâu coi nào. Share preference. Cái này chấm editor mới tính đúng không? Share preference này get share preference. Editor tính sau. Đây cái này share đi. Share preference đi. Sẽ gắn bằng là get share preference. Ok. Đấy, còn cái anh này thì là cái gì file name cái gì cũng được. Ví dụ như là user info. Đúng không? Và cái này là contact.shapemode đi, edit.shape cái gì ta? Mode private đấy ha. Đó. Rồi. Sau đó thì các bạn có cái share preference chấm editor. Đấy, cái anh này mới editor sẽ gắn bằng preference. Cái này mới chấm là edit ha. Đó. Rồi. Thì bây giờ các bạn lưu thì lưu vào cái này, cái editor này thôi. Bây giờ mình lấy check nào. Đây. Boolean. Cái check cực. Is a check gắn bằng check remember hoặc là is remember đi ha. Cái này các bạn mới chấm is checked. Nếu nó checked thì nó trả về true. Còn không checked thì nó trả về false. Vậy thì if is check is remember tức là cái này trả về true thì nó sẽ lưu.
Còn ngược lại thì nó sẽ không lưu. Ngược lại thì cái editor chấm clear nó xóa sạch. Được không? Ok chưa? Rồi. Vậy thì ở chỗ này là các bạn để cái gì đây? Editor nào. Chấm. Set đúng không? Put đúng không? Put string. Rồi put đi ha. Put string. Username string đúng không? Cái key của nó. Cái key là nó có hai hai đối số, một đối số là key và một đối số là value. Thì các bạn nhớ cái key để sau này các bạn lấy nó ra. Đúng không? Các bạn có thể để là username. Đó, ở đây các bạn đưa cái value vào. Và value thì ở đâu ạ? Value thì ở đây, edit text username nè. Edit text username chấm get text đúng không? Chấm to string. Ok chưa? Rồi, cái này là username. Cái này là password. À, các bạn lưu cái password vào. Và ở đây edit text là password, đúng không? Rồi. Và lưu luôn cái check này nè. Để các bạn biết được là nó cái check này đang true hay là false. Thì lưu luôn cái check này cho cô. Vậy là các bạn cũng là editor. Nhưng cái này không phải put string. Mà put là boolean. Và cái này các bạn để là remember. Như vậy. Chữ thường thì chữ thường hết nha. Ở đây các bạn là để true hay false thì các bạn để cái is remember vào. Ok chưa? Đấy. Còn ngược lại thì các bạn clear. Sau khi thành công thì các bạn là gì đấy ạ? Cái editor phải nhớ là commit. Không commit là nó không thực hiện nha các bạn. Ok chưa? Đấy, cái này phải là commit là xong. Là cô viết xong được cái hàm save in for, tức là cái hàm này. Đấy, nhớ nè. Chấp nhận lưu xuống file là phải dùng cái commit này, không dùng commit này là lỗi. Ok không ạ? Đấy, cái hàm của cô đây. Xong, khi lưu đều viết xong cái hàm này nè, bây giờ cô mới xử lý hàm login nè. Đấy nhá. Button login chấm set on click new on click. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ nhá, các bạn lưu ý cho cô nè. Các bạn phải lưu ý là lưu kiểm lưu trước, các bạn check cái login trước. Được không? Sau đấy mới lưu. Còn không thôi lưu làm gì, login không thành công các bạn không có lưu. Đúng không ạ? Rồi bây giờ các bạn sẽ check cái login trước ha. If rồi các bạn lấy cái gì đấy ạ? Lấy cái string username sẽ gắn bằng edit text username chấm get text chấm to string string password sẽ gắn bằng edit text chấm password chấm cũng get text chấm to string. Ok chưa? Rồi, sau đó các bạn mới kiểm tra nè. Cái user. Sẽ là user này sẽ gắn bằng cái new user. Đưa cái username và password vào để tạo một cái user ha. Ok chưa? Rồi. Bây giờ cô mới gọi hàm down nè, user down nè. Cô khai báo ở ngoài cùng nhá. User down. User down. Rồi các bạn cũng set cái user down ở đây. User down sẽ gắn bằng new user down. Đưa vào cái context là cái main activity đúng không? Chấm dit. Rồi. Ở đây các bạn sẽ kiểm tra nè, if user down chấm check login truyền vào cái user. Nếu mà cái này trả về true có nghĩa là các bạn toss ra một thông báo. Toss ra một thông báo đúng không? Là đăng nhập thành công. Được chưa? Sau khi đăng nhập thành công xong thì các bạn lưu mật khẩu gọi tới cái hàm này save info.
Thực ra cái save info này á thì cô hiện tại là cô đang viết như này, nhưng viết đúng hơn ấy là các bạn nên truyền mấy cái anh này vào vào đây nè, nó tốt hơn nè, nhưng mà thôi không sao hết. Cô viết như này rồi cũng được. Rồi sau khi save info xong thì các bạn sẽ nhảy sang cái trang, bây giờ cô nhảy sang cái trang, chuyển sang cái trang, nếu mà thành công thì các bạn chuyển sang cái trang là lớp học chẳng hạn, ví dụ vậy. Nhưng đúng hơn là các bạn sẽ có trang chính activity, nhưng trang này cô chưa có làm. Trang chính này chưa có làm ha. Các bạn có thể vào trang lớp học cũng được. Còn trang nào tùy các bạn ha. Đó. Vậy là sau khi các bạn mà đăng nhập thành công thì các bạn tạo cái intent ha các bạn. Intent sẽ gắn bằng new intent. Đấy, main activity chấm dit. Và các bạn sang cái lớp học chẳng hạn, lớp học activity.class. Đấy, vào lớp nào, vào cái gì là tùy như các bạn vào cái trang chính đi ha. .class. Đó, và sau đấy thì start activity. Start activity. Đưa cái intent vào là xong. Còn ngược lại mà nó không có thành công thì các bạn toát ra một thông báo là username hoặc mật khẩu không có đúng. Đúng không? Đấy. Các bạn để là username hoặc password không đúng, bị sai. Như vậy. Ok. Các bạn chỉ có ghi username hoặc password nhá, mình sẽ không biết cái nào đúng cái nào sai ha. Đấy, mình ghi hoặc vậy thôi, vậy là xong. Cô đã xong cái phần login. Rồi, cô viết luôn cái phần nè. Sau khi nó lưu rồi, các bạn muốn lấy ra thì làm sao? Lấy ra thì mình tắt đi, mình mở lại, mình lấy ra thì mình lấy ở đây nè. Đó. Lấy ra thì mình viết code ở đây nè. Hoặc các bạn viết một cái hàm, các bạn gọi cái hàm đấy. Đây. Cái hàm là private void show info remember, đúng không? Đó. Mình show nó lên, mình check thôi. Mình show thì mình lấy ra thôi, khỏi cần gì hết. Đây, cái hàm show thì đơn giản, cũng lấy ra bình thường. Đây, lấy nó ra nè. Đây. Đó, restore đúng không? Preference. Thì mình cũng là lấy từ cái file này. Sau rồi mình cũng kiểm tra cái check, mình kiểm tra cái check thôi. Mình get ra, nếu check này có thì mình lấy ra thôi. Còn không thì thôi, nhưng mà thực ra không cần get, mình cứ lấy ra thôi, có hay không có nó cũng lấy ra cho các bạn thôi. Vậy thì khỏi check cũng được luôn. Bây giờ cô copy cái anh này nè. Ra vào đây. Đúng chưa? Rồi anh này. Lấy luôn, không cần phải check. Ở đây các bạn không cần phải check nhá. Ok chưa? Đấy, các bạn lấy luôn nè. Thì ở đây các bạn để cho cô là username là lấy cái preference này nè. Đó, các bạn là get string lấy ra theo cái key nè. Và dấu hai nháy đây nè. Là nếu như không có thì nó sẽ lấy để trống. Tức là cái trường hợp sau, cái value sau của nó sẽ là default. Đúng không ạ? Rồi sau set text ra thôi. Vậy thì cái hàm của nó sẽ là mình sẽ có là string username sẽ gắn bằng preference chấm get string, đúng không? Cái key của mình đặt là username, đúng không? Và cái giá trị này nè là giá trị default, default value, có nghĩa là nếu không có thì nó sẽ nhận là dấu cách rỗng, đúng không ạ? Rồi các bạn lấy luôn cả cái check ha. Đây, cái này các bạn để lại cho cô là password, và đây là các bạn để là password ha. Rồi ở đây các bạn để là remember. Đấy. Ở đây các bạn là để cái này là không phải string mà để cái boolean. Ok không? Boolean. Boolean là check ha. Cái này là hoặc là để là is remember luôn ha, cái giống. Rồi cái này thì get, cái này không phải là get string mà get là boolean. Và đây default value thì đương nhiên là không có gì cả thì để là phone. Đúng không ạ? Để ngầm định là phone. Sau đấy các bạn set lại cái giá trị lên trên kia thôi. Vậy mình sẽ có nè. T edit text username chấm set text. Đúng không? Set text nè. Thì đưa vào là cái chuỗi là username.
Rồi, edit text password, chấm cũng set text luôn, thì để là password. À rồi, còn cái checkbox này là check remember này nè, check remember chấm set check hoặc là is a check cut check cut clickable boolean check cut gán bằng is remember bằng nhé, bằng chứ không phải bằng bằng ha. Is red không? Cái này là set check cực à? Check cực à? Check à? Check à? Is check cực. Set check cực nè. Đấy, set check cực đúng không? Đưa cái anh này vào. Ok chưa? Đấy, được chưa? Đó là xong. Và mình gọi cái hàm này vào đây thôi. Gọi hàm này ở đây thôi. Rồi, ok, cô demo nha. Rồi chạy luôn à. Rồi. Ok, rồi. Bây giờ các bạn để là ví dụ như 1 2 3. Ủa. Rồi. Cái này các bạn để là 1 2 3 chẳng hạn. Ok, các bạn đăng nhập cái login cái. Nó bảo là sai đúng không? Rồi, bây giờ các bạn để là admin đúng không? À admin. Rồi pass. À cô nên quên để đổi lại cái pass nào. 1, 2, 3. Để đăng sâu nè. Các bạn đổi lại cái kiểu của password ha. Rồi các bạn check remember nè. Ok, login ha. Đó, đăng nhập thành công và nhảy sang cái này đúng không? Rồi bây giờ cô tắt cái anh này đi ha. Cô mở lại ha. Cái mình là cái gì ạ? CP17101. Không biết cái là cái nào đây. Đấy. Đây, thấy remember chưa? Nó vẫn còn lưu lại này các bạn nè, thấy không? Bây giờ cô bỏ check đi nè. Không lưu lại nó clear nha. Cô login nè. Vẫn thành công đúng không? Nhưng mà cô clear rồi. Bây giờ cô không lưu nữa, cô mở lại nhá. Các bạn nhìn nè. Đây, nó clear hết nè, thấy không? Nó clear sạch sẽ nè, thấy không? Ok không? Đấy. Vậy là cô đã demo xong cái phần login các bạn nhé. Đấy, và dữ liệu nó sẽ lưu ở trong cái share preference này. Và lần sau các bạn có thể các bạn lấy ra thôi. Ở đâu cũng lấy được nhé. Ở bất kỳ file nào cũng lấy được luôn. Ok chưa ạ? Đấy. Rồi. Còn các bạn cũng không có một cách để các bạn lưu dữ liệu mà không phải lưu ở trên share preference. À, share preference thì tắt ứng dụng đi thì nó vẫn còn. Nhưng mà cái các bạn có một cách lưu trữ mà để cái dữ liệu nó sẽ đi xuyên suốt toàn bộ cả cái ứng dụng của mình ấy. Thì các bạn lưu vào một cái biến static ha. Ví dụ, ở đây thì các bạn, ở đây giả sử các bạn tạo ra cái biến là static, static ha các bạn. À, các bạn đặt cho nó, đặt ở đây cũng được hay đặt ở đâu cũng được nhá. Ví dụ như cô đặt ở cái trong cái lớp học down, à quên, user down này cũng được luôn. À, tuy nhiên các bạn đọc ở đâu cũng được, đặt ở trang ngoài cùng này được. Cô đặt một cái biến đó là public. Static cái biến đấy là user, đặt là user ha. À đầu tiên cô gán nó là bằng null đi ha, nó rỗng. Ok chưa? Khi các bạn đăng nhập mà thành công thì các bạn gán, đăng nhập thành công rồi á thì các bạn gán, gán thì gán ở đâu cũng được, là các bạn có user user đấy chấm set bằng bằng luôn cái user kia cũng được. User kia cũng được. Tức là gán cái user này này cho cái biến user toàn cục này nè. Được không? Rồi, bây giờ giả sử như trong cái lớp học activity cô muốn lấy nó ra. Ví dụ cô xuất nó ra ở trong một cái chuỗi nào đó hay là cô để một cái text view nào đó nhá, cô sẽ để một đỡ để các bạn thử nhìn nhá. À, lớp học activity đây. Layout đâu rồi? Đây. Cô sẽ để trên cái list view này. Trên cái list view này, cô sẽ để một cái anh là edit text ha. Đây. Đây, cô để một cái edit text đây, cô sâu thông tin nhá. Đây.
Edit text. Cô để đây. Ví dụ cô để đây là match parent, cái này wrap content đi ha. Đó. Cái này thì cô để anh này là nail align parent top là true. Rồi anh này phía trên above. Above. Ở phía trên cái anh gì ạ? ID là lover lớp học à? Đấy. Ôi không được rồi. Rồi anh này cô bỏ cái anh này đi. Cô bỏ anh này là parent top này đi. Đúng không? Đấy. Ok. Anh này là below. Above. Thôi khỏi above luôn. Anh này là align parent right left true đi ha. Rồi anh này là đặt cho nó một cái ID ha. ID là text view username đi ha. Đó, ví dụ username remember đi ha, ví dụ vậy. Còn anh này các bạn đặt cho nó là below. Đúng không? ID là anh này. Đấy, nó đẩy xuống dưới này các bạn. Đấy, cái text view của cô ở phía trên này nè. Ok. Rồi, bây giờ cô lấy cái text view này nè. Cô sẽ lấy lại cái dạng dữ liệu ha. Về lớp học. Ví dụ các bạn muốn lấy lại thôi. Ví dụ các bạn đặt một cái text view. Cái này là text view hay edit text? Cái này là cô để là text view ha. Text view được rồi. Rồi, ok chưa? Rồi, anh này cô để một cái text view như này. Text view à, text view username đúng không? Rồi các bạn lấy nè, lấy luôn được cả password, lấy đủ hết luôn. À, cái này là gì ạ? Có là text view username bằng file view by ID r.id.text view username remember đi ha. Ok, rồi các bạn set nó vào thôi. Text view username chấm set text thôi. Đó, và các bạn lấy nè. Cái kia là các bạn để trong cái main activity đúng không? Main activity chấm user. Đấy không? Các bạn nhìn thấy user nè. User này các bạn để public static cho nên ở đâu cũng nhìn thấy. Chấm get username. Thế là các bạn lấy ra thôi. Đấy nhá, cô đăng nhập các bạn chạy thử nè. Đấy, nó sẽ lấy ra admin ra ha. Cô test thử cho bạn coi. Tức là, đấy là một cách để các bạn lưu trữ cái biến user ha. Đấy, cách lưu trữ cái biến user toàn cục ở trong Java 2 cũng tương tự như vậy các bạn nhé. Trong Java 2 các bạn đang học cũng vậy. Ở đây các bạn muốn một cái biến mà nó đi xuyên suốt từ cái form này sang form kia. Vì các bạn không phải là một form mà các bạn có nhiều cái màn hình như vậy, nhiều cái form ha. Thì các bạn có thể là lưu một cái biến mà từ từ form này chuyển sang form kia mà nó vẫn giữ. Thì các bạn biến đấy là các bạn để cho cô là static ha. Đấy. À, chạy thử nha. Ủa đâu rồi? Chạy lại nè. Đây. Khi nãy hình như là mình không có đặt đúng không? Mình clear mất rồi đúng không? Đây. Đây, cái này là cô để là admin đúng không? Cô để là admin nè. Đấy, 1, 2, 3 nè. Rồi, cô remember luôn nè. Rồi, cô login nè. Ủa? À, cái chữ admin xong cô viết hoa. Viết thường nè. Rồi. Ở đây các bạn thấy cái chữ admin đây không? Thấy chưa? Cái admin có chữ đây nè. Chữ admin đây. Đấy, admin đây. Nó ở trang này nó đều thấy hết nha. Nó lưu lại và ở bất kỳ đâu các bạn đều thấy hết. Thì để các bạn lưu các cái thông tin của cái người đăng nhập ấy. À, biết người đăng nhập là ai, rồi các bạn có thể đổi mật khẩu các thứ là các bạn dùng cái biến này, dùng cái biến này lưu lại ha. Đấy, các bạn chỉ cần có một cái thủ thuật rất là nhỏ thôi là các bạn đặt một cái biến chung. Đấy, cái biến này nếu mà null thì có nghĩa là đăng nhập không thành công rồi đó. Khi nào đăng nhập thành công thì nó mới gắn ngay lại cái này đúng không? Đấy, gắn user cho biến toàn cục đúng không? À, đó. Cái biến này tôi gọi là biến toàn cục đó. Ok chưa? Đấy, thì đó là một cái mẹo ha.
Rồi còn bên này thì tạm thời là cô xóa đi. Thực ra thì cũng không cần phải xét nữa đâu. Đấy. Tại vì là cô test cho các bạn coi thôi nhé. Ok. Và giao diện thì là Ctrl Z cái giao diện này đi. Đúng không? Đấy. Phức tạp đúng không? Đấy. Thế thôi. Rồi bỏ cái này đi ha. Ok. Là xong. Rồi. Vậy là cô hoàn thành nhé.